Hôm nay không đăng nhưng mà đầy vẫn đầy vẫn đăng nhiều hơn nữa. Chào Hoàng Long, chào Phạm Thị Hòa nha. Chào Thảo Trang, chào tất cả mọi người. Mọi người vào xem đi ạ, hôm nay rảnh rỗi lại lên bán hàng buổi chiều cho các tình yêu nha. Chào Thúy Hằng, chào Tố Uyên nha. Mọi người vào xem like, chia sẻ like giúp mình với nhá. Chào Ngọc Anh, chào Lan Ngọc nha. Em chào tất cả mọi người ạ. Xin chào 14 các chị đang xem live nha. Các chị vào chia sẻ mạnh lên cho em nào các chị ơi. Chiều hôm nay em sẽ sale rất là rẻ luôn nhá các chị nhá. Sale cực rẻ luôn. Mọi người lên chia sẻ mạnh lên cho em rất là nhiều mã. Hàng rất là mới đẹp luôn, rất là nhiều mẫu hot luôn nha. Mọi người vào xem chia sẻ cho em nhá. À đây lần này có màu gì này? Có nguyên trẻ màu gì? Màu vẫn còn đúng không? Này có hai nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em là các chị ơi, em sẽ bán mã đầu tiên mở hàng siêu rẻ luôn ạ. Em có nhìn thấy chị Lan Ngọc nha, mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Các chị đang xem live thì comment nha, comment xin chào để em biết mọi người đang xem live của em để em chào mọi người ạ. Chào chị Na Tiên nha. Các tình yêu chia sẻ mạnh lên cho em. Khi nào chị Trúc Tô chiều nay không phải đi làm mà chị Trúc Tô bảo là không có phải đi làm thôi, không có thời gian xem. Chào chị Điều Ước giản đơn nha, tình yêu chọn nên sản phẩm gì rồi mai em gọi điện chốt đơn nhá, mai em sẽ chốt đơn cho tình yêu nha. Chào chị Thì Nhung ạ, chào chị Nhất Trần, mọi người vào xem chia sẻ mạnh lên cho em là em sẽ bán mở hàng cái mã phong thái đầu tiên này. Áo này thì bảo hết trắng không trắng. Để trắng cho chị Kiến. Kiến lấy trắng mà. Chào chị Thùy Dương ạ, à. Mọi người vào xem chia sẻ mạnh lên cho em là các chị ơi, em sẽ bán mã phong thái mở hàng đầu tiên rất là rẻ luôn nhá. Mọi người chia sẻ nha, các chị đã chia sẻ, comment đã chia sẻ để em biết là mọi người đang xem live chia sẻ giúp em. Chào chị Trâm Lê ạ, à. Em có nhìn thấy tất cả các chị nhá, mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào, bán mã đầu tiên cực rẻ luôn. À, gửi áo cho chị chưa em, chị ơi chị chọn em gì mai em gửi cho chị nhá, mai em sẽ gọi điện chốt đơn gửi hàng cho chị ạ. À. Chào chị Hương Túc này, em có nhìn thấy mọi người đang xem like của em ạ. Chị Trúc Lụa ơi, đơn của chị hôm nay đi rồi nha, nhớ chú ý điện thoại để nhận hàng giúp em nhá. Áo em mặc bao nhiêu? Hôm nay được nghỉ. Hôm nay được nghỉ à chị? Nào mọi người chia sẻ mạnh lên nào. À, các chị chia sẻ mạnh lên, em sẽ bán mã này cực rẻ luôn ạ. Mã phong thái rất là đẹp nhá. Nào các chị chia sẻ mạnh lên cho em nào, 5 lần lên trang cá nhân đi các chị ơi, 5 lần lên trang cá nhân nhá. Đây phong thái siêu đẹp này các chị này, phong thái siêu đẹp luôn, hôm nay em sẽ sell sốc luôn ạ. Em sẽ sell sốc nhá, mọi người chia sẻ lên các nhóm chợ cho em nha. 90k dành cho các chị chia sẻ livestream này, 90k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Mã này các chị có thể mặc rất là nhiều kiểu luôn nha. Mọi người có thể mặc trễ vai, bệt vai hoặc là mặc như này nhá mọi người nhá. Đấy, kiểu mặc bệt vai cũng rất là xinh để các chị này. Nào 90k dành cho chị nào chia sẻ livestream này. Mã này từ 40 cân nhá, em bao từ 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Áo đi nắng sau lưng chất gì? Áo đi nắng thì nhà em có cả chất thu cả chất thô và chất lanh ạ. Có cả chất thô và chất lanh nhá, có cả áo dài luôn nhá các chị nhá. Mọi người có nhu cầu mua áo chống nắng thì comment vào đây cho em biết ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào, 90k mã đầu tiên hàng thái rất là đẹp này. Bao từ 40 cân đến 60 cân vừa. Hôm đầu em like chị đặt hai áo rồi mà gửi cho chị chưa, nếu chưa thì em chưa gửi đâu chị Điều Ước giản đơn ạ. Hai áo của chị em vẫn giữ ở đây nhá. Nếu mà hôm nay chị chọn thêm gì rồi mai em sẽ gọi điện chốt đơn gửi hàng cho chị ạ. 90k mã đầu tiên dành cho chị nào chia sẻ livestream này từ 40 cân đến 60 cân bao vừa nhá. Chị nào lấy thì comment kẻ cùng với số điện thoại cho em ạ. 90k dành cho tình yêu chia sẻ livestream này. Chị nào lấy thì chốt kẻ nhá. Hàng thái nha các chị nha, hàng thái rất là đẹp này. Đây chất phông gip nhá.
Chất phông của nó là chất phông gip luôn, mặc bao bền đẹp luôn nhá, không sùng xước gì luôn ạ. Chị nào lấy thì comment kẻ kèm số điện thoại cho em để em chốt ạ. Kẻ kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Rất là xinh luôn. Đây, các chị có thể nhìn tem mác của nó này. Đấy, đẹp gấp 10 lần hàng phông thường luôn nhá. Mà không bao giờ lo sợ xù xước gì luôn. Chào chị Tin Áo Văn, em bảo lâu lắm rồi hôm nay không nhìn thấy chị này. Mẹ em vừa nhắc chị luôn á. Không thể, đang bảo là không thấy chị Tin Áo Văn nó xem. Nào, các chị ơi chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chị nào lấy mã này comment kẻ nhá, kẻ kèm số điện thoại cho em nha, số lượng có hạn nhá. Rồi ok, chốt cho chị Vingo một kẻ này, cho chị xem áo nắng chất lanh hai lớp nhé. Rồi ok, bao nhiêu tiền vậy chị? Mã này là 90k dành cho chế nào chia sẻ livestream trong buổi chiều ngày hôm nay này. 90k nhá. Chân váy em mặc bao nhiêu vậy? Chân váy em mặc là quần giả váy này, 130k nhá các chị nhá. 130k chất u mì co giãn ạ. Hàng Quảng Châu siêu đẹp luôn này các chị này. Đấy, quần váy nhá, mặc rất là sướng luôn này. 150k hôm nay em sẽ sale là 130k cho các chị chia sẻ like nhá. Chất u mì co giãn, em có hai size là size S và size M nhá. Áo là 90k nha chị Hồng Ly nhá. Lần trước chọn rồi mà không nghe máy được. Rồi ok, chị Trúc Tồ một kẻ này, ok em chốt cho chị Vi Ngô này, chị Trúc Tồ này, áo này rất là đẹp luôn nhá. Mà không lộ bụng đâu các chị ạ, mã này mặc sướng lắm. 60 cân mặc vẫn ok luôn. Trời. Chị bong bong phải không ạ? Đây đơn chị bong bong để đây ạ. Ai lấy chân váy này thì comment chân váy nha, size S và size M nhá chị nhá. Size S dành cho các chị dưới 50 cân ạ, size M dành cho các chị tầm khoảng 51 cân quay đầu nhá. Nào lên mã kẻ nó, các chị nào lên mã kẻ Thái này. Đây. Trắng sẫu lưng rồi nhá, rất là đẹp luôn ạ, dáng rất là chuẩn luôn. Rồi ok, anh Hằng Hiệp một kẻ này. Ok, chốt cho chị anh Hằng Hiệp một kẻ nha. Em xin chào chị thay đổi cuộc sống ạ. Chân váy bao nhiêu? Chân váy 150k, hôm nay em sẽ sale xuống còn 130k dành cho chế nào chia sẻ live stream nhá. Siêu rẻ luôn nha các chị nhà, siêu rẻ luôn ạ. Áo là 90k này các chị này, phông thái. Các chị có thể nhìn nhá, chất co giãn xuống cực kỳ luôn đấy. Chất phông gít nhá chị nhá, rất là mềm đẹp luôn ạ. 90k thôi ạ, chị nào lấy thì comment kẻ kèm số điện thoại cho em ạ. 58 cân vừa không em? 58 cân vừa nhá, bao từ 40 cân đến 60 cân vừa này các chị này. Co giãn thoải mái nhá, nó sẽ co giãn ôm theo cái cơ thể mình ấy, ôm theo cân nặng của mình này các chị này. Đấy, co giãn thoải mái luôn nên là bao từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá. Mọi người vào xem chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chị nào chốt kẻ comment kẻ này. Chị Trúc Tồ kết rồi à? Chị Trúc Tồ khách quen nhà em mà, các chị quen ấy, ở gần nhau thì có thể chung đơn, gộp đơn cho nó đỡ ship, ok nhá các chị nhá. Có chị nào chốt kẻ không ạ? Chị nào chốt kẻ comment kẻ cho em nào. Comment kẻ kèm số điện thoại cho em nhá. 90k rồi nhá các chị nhá, 90k này. Mọi người vào chia sẻ like cho em đi ạ. Các chị vào chia sẻ like mạnh lên cho em đi nào. Chị nào chốt kẻ nữa không ạ? 90k áo kẻ nha các chị nhá. 90k từ 40 cân đến 60 cân vừa. Chị nào chốt kẻ comment kẻ nha. Mã này em cũng còn rất là nhiều màu luôn này. Mã này em có đủ màu luôn đấy các chị ạ. Đấy, đẹp lắm các chị, mua đi giá thật đẹp luôn. Giá là 90k nhé các chị nhá. Mã này em có cả màu vàng này các chị yêu này. Có cả màu vàng nha, màu vàng đậm, màu vàng nhạt này, màu xanh và màu trắng nữa nhá. Mã này có đủ màu luôn. Rồi chị Lăng Thị Thói. Chị Lăng Thị Thói cho mình cái áo bạn đang mặc nha. Chị Lăng Thị Soi comment kẻ kèm số điện thoại cho em nha. Kẻ kèm số điện thoại cho em, mã này có đủ màu luôn này. Có màu trắng nha, chị nào thích màu thì có chuyển sang màu. Rồi ok, chị Quyên Hà muốn xem áo đi nắng, áo ngắn hay là áo dài ạ? Đây nha, áo trắng nha. Màu trắng này, màu xanh này các chị này. Màu vàng nhạt này. Mà màu vàng đậm này các chị này. Đấy, áo như em mặc đủ màu luôn, hàng Thái siêu đẹp. Chị nào lấy comment nha. Chất vải mát không? Chất vải quá mát luôn, chất phông gip nha mọi người nhá. 90k thôi ạ. À, em hôm nay bán phá giá luôn, bán siêu rẻ cho các chị luôn. Hàng Thái nha các chị nhá.
hàng Thái này các chị này. Đấy, đẹp gấp 10 lần hàng thường luôn, quá sướng luôn cái chất này các chị, mà mặc nhé một lần nghiện luôn. Em đảm bảo nghiện luôn này các chị này, hàng Thái này. Đấy, chất bao đẹp luôn ạ, chất bao đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment kẻ, hoặc là lấy màu thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Chỉ về giá 90k thôi, mình đã zin cho mình một chiếc áo quá đẹp rồi các chị nhá. Không Thái thì các chị yên tâm luôn, không Thái thì chất xịn rồi đấy, nhìn hai tem mà. Rồi ok, áo ngắn chất lanh, em sẽ lấy áo khoác ngắn ngắn chất lanh cho chị xem. Nào chị nào lấy áo này thì comment tiếp, nào kẻ nào các chị ơi. Chống nắng dài bao nhiêu, chống nắng dài em có đủ loại nhá. Chống nắng dài bao nhiêu nhá chị nhá? Hả? 90k các chị ơi, chống nắng dài 90k. Đây nha, có cả màu vàng này các chị này, có cả màu vàng nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, áo này có cả vàng luôn này. Có cả trắng, có cả xanh nha. Có trắng, có vàng, có xanh, có đỏ luôn. Nào có ai chốt áo kẻ nữa không nào? Ai chốt áo kẻ thì comment kẻ kèm số điện thoại cho em nha. Váy em đang mặc, chị Trâm Lê ơi, váy em đang mặc quá đẹp này. Chị mặc sai màu, đẹp luôn. Đây. Chất xị lắm hàng ơi, vì chất xị luôn. Mình 46 cân kẻ đen trắng rồi. Ok chị Lăng Thị Soi kẻ đen trắng nha. 90k dành cho chế nào chia sẻ livestream nhá mọi người nhá. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chốt cho chị Phương Hồng này, chốt cho chị Lăng Thị Soi này. Ok hai tình yêu nha. Nào các chị chia sẻ livestream mạnh lên cho em. Em đang bán giá cực sốc cho các chị chia sẻ live này. Có chị nào chốt kẻ comment kẻ, em sẽ thử màu cho các chị xem nhá. Em chuyển qua màu cho các tình yêu xem này. Ai thích màu thì có thể chuyển sang màu nhá. Bỏ ra khỏi túi chị xem nào. Bỏ ra khỏi túi gì hả chị? Chị đây quần đấy à, nó như thế này đây này chị này. Đây em thử màu cho các chị xem này. Hàng Thái các chị nhìn này, đẹp quá luôn, không phải nghĩ luôn. Mọi người yên tâm về cái chất hàng Thái nhá, cực kỳ là mát luôn, co giãn tốt, mặc cực kỳ xuống luôn, không đẹp, không bao giờ lấy tiền của các bạn. Riêng cái mã hàng Thái này thì mình cam kết là nó quá đẹp, không ai bán giá dưới 130.000. Nếu các bạn mua ở ngoài thị trường khoảng 200, nhưng mà bán online thì cũng phải tầm 130. Rồi ok, chốt cho chị Dung Trinh áo kẻ đen trắng này, quá đẹp luôn nhá các chị nhá. Chân váy đang mặc bao nhiêu? Chân váy em đang mặc là 150k, hôm nay chia sẻ live chỉ còn giá là 130 nhá chị nhá. Váy em mặc bao nhiêu tiền? Các chị mua shop phải 200 luôn. 130k nha các chị ấy nha, 130k chân váy em đang mặc này. Chất u mì co giãn nhá. Chị Dung Trinh lấy cái gì ạ? Em có nhìn thấy chị áo kẻ đen trắng. À rồi ok. Ok chị Dung Trinh áo kẻ đen trắng. Đây kẻ đen trắng em vẫn còn này. Rồi ok, Ngọc Ngọc lấy cả set inbox rồi. Ok tình yêu nha. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Chị nào lấy kẻ em còn kẻ nhá chị nhá. Chị nào lấy kẻ em vẫn còn kẻ luôn. Đây, chế nào lấy kẻ không này. Rồi ok, chị Hoàng Văn một kẻ đen trắng ạ. Quá đẹp luôn nhá. 90k dành cho các chế chia sẻ like thôi các chế ơi. Chất này các chị này, các chị có thể nhìn chất nhá. Chất sướng lắm. Đấy, chất co giãn mềm mịn. Chị Thu Hiền kẻ này. Ok, chị Thu Hiền kẻ nhá. Em chốt cho chị Thu Hiền kẻ ạ. Bao nhiêu kg vừa? Mã này các chị ơi, em bao từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá các chị nhá. Nó sẽ ôm tùy theo cân nặng cơ thể của mình nhá. Quần giả váy có size gì ạ? Không nhìn thấy mẹ đến chị Phương Hồng. Quần giả váy thì em có hai size, là size S và size M. Size S thì dành cho các chị dưới 50 cân và size M dành cho các chị dưới 51 cân nhá. 51, 52 cân nếu mà người chị gọn nhá. Mẹ đến Lăng Thị Soi với Phương Hồng. Mẹ đừng có thoát ra. Chị Phương Hồng rồi đúng không? Ừ. Viết chưa? Viết chị Phương Hồng chưa? Chị nào lấy kẻ đen trắng thì comment chị Dung Trinh này. Chị Dung Trinh. Dung Trinh TR. Dung Trinh này, con đọc số điện thoại cho này. 0982 này. 161 này, 911. 161 911. Rồi ok, chị Hoàng Văn một kẻ đen trắng này. Chị Hoàng Văn. Hoàng Văn này. 0916 này, ghi số điện thoại cho đi mẹ. 0916 149 991 149 991. Rồi ok.
chị Thu Hiền. Đây nha, có chế nào lấy vàng thì comment vàng cho em này. Có cả vàng nha, vàng đỏ này, xanh trắng nha các chế nhá. Vàng đỏ xanh trắng đủ màu luôn ạ. Đây chị Thu Hiền 0972 này, 168 này, 462. Rồi, xong chị Thu Hiền. Chị Trâm Lê thì từ chị Trâm Lê điện thoại mẹ hiện rồi. Chị Kim Tiến cho chị một kẻ đen trắng. Rồi ok chị Kim Tiến cho em xin lại số điện thoại chị Kim Tiến ơi. Chào chị Hường Nguyễn này, chị Lê Na Nguyễn kẻ đen trắng cho em xin số điện thoại. À chị Hường, chị Kim Tiến có đơn rồi. Dồn đơn vàng bèo hôm qua nữa nhé. Rồi ok chị Thu Hiền dồn đơn vàng bèo. Đây. Chị Trâm Lê một cái, chị Kim Tiến một cái hết. Hết kẻ đen trắng nha các chị nha, hết kẻ đen trắng này, chuyển qua bán màu vàng này. Có zoom em có hết nhá, zoom có ạ. Chuyển sang màu vàng nhá. Màu vàng này các chế này, màu vàng, màu đỏ nhá, màu đỏ luôn. Ok, em thử cái trắng nha. Cả trắng luôn này. Một áo màu đỏ như kiểu em đang mặc. Rồi ok, chị Kim Tiến thêm một đỏ này. Ok, tình yêu nha. Trắng nha các chị nhá, trắng rất là đẹp luôn này. Đấy, ai lấy trắng comment trắng này. Ai lấy vàng comment vàng cho em. Ai lấy xanh rêu comment xanh rêu. Comment màu kèm số điện thoại cho em nha các chế nhá. Màu kèm số điện thoại. Dạ. Trâm Lê là kèm một chân váy. Chị Trâm Lê lấy một chân váy đúng không? Rồi. Rồi ok, chị Trâm Lê thêm một chân váy. Chị Trâm Lê lấy chân váy xem mờ, chắc xem mờ chị ạ. Nào có chế nào lấy áo này nữa không để em đổi mẫu nào. Em đổi mẫu nha các chế nhá. Ai lấy thì comment cho em. Em chuyển qua mã này đi. Chuyển qua một mã xinh xinh này đi. Mọi người đừng vội thoát ra nha. Em chuyển qua một mã mới đẹp lắm. Chị bảo chị lấy quần size S. Chị mặc quần S không vừa. Ok chị Trâm Lê nha. Tưởng là chị bình thường chị hay mặc M. Trâm Lê size S. Phần áo em kể em inbox mà không check rồi. Ok chị Ngọc Ngọc, em có phần áo kể cho chị Ngọc Ngọc rồi nhá. Em đang mặc là quần giả váy ạ. Đây ạ, cái em đang mặc là quần giả váy chất u mì này các chị này. Chất u mì sướng cực kỳ luôn nhá. Đây là quần giả váy nhá các chị yêu này. Quần giả váy này đấy, rất là xinh luôn nhá. Bên trong là quần nhá mọi người nhá. Mặc rất là sướng luôn này. Quần này chỉ có 150k, hôm nay em sale còn 130 cho các chế chia sẻ like ạ. 130k cho các chị chia sẻ like nhá. Có váy chấm bi vàng hoặc nâu tây dài tay. Không có dài tay chị ơi. Mùa này thì chủ yếu là khuét rách với lại có tay, cộc tay á. Dài tay có thì có váy hoa, đèo hoa. Nào các chị ơi lên một mã này. Lên một mã quần short u mì này. Rất là đẹp luôn, hàng cao cấp đẹp luôn nha. Hỏi là mã này đi mặc là quần đọc quần, con trả lời chị ơi lắm. Nào lên một mã áo phông này. Dạ. Đây các chị này, mã này rất là đẹp luôn này các chị này. Mã phông thái nha, mã này các chị mặc bệt vai ok này. Đây quá xinh luôn. Chị Tiến á? Không, chị Tiến, Nguyễn Thị Kim Tiến không ạ? Có phải chị Kim Tiến này đâu? Có số đây ơ.
Có số cho mẹ không ghi rồi. Đây con đọc số cho. 0977 này. Cái nào thì phải bỏ ra một ấy biết thôi. 0977 này, 199 này, 306. Lúc nãy em mặc là 90k nhá các chị nhá. Quần sóc u mì. Quần sóc u mì này có size nhá. ML và XL nhá các chị nhá. ML và XL. Size M dành cho các chị tầm khoảng 46 cân quay đầu. Size L dành cho các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu và size XL dành cho các chị tầm khoảng 53 54 cân quay đầu nhá các chị nhá. Đây áo đang mặc này. Áo đang mặc quần giả váy chị 41 cân mặc size gì? 41 cân thì chị mặc size S nha. 41 cân mặc S các chị nhá. Áo này cũng 90k này các chế này. 90k dành cho các chế chia sẻ like này. 120 hôm nay sale còn 90 nhá mọi người nhá. Sale còn 90 này. Áo này em có màu vàng, màu đỏ nhá các chị nhá. Vàng và đỏ này, chị nào đấy thì comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại này, vàng hoặc đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Hai màu cực xinh này. Quần như em đang mặc cũng có bán nhá. Quần hàng Quảng Châu này. Đấy, rất là đẹp luôn. 3 size ML, XL nhá các chị nhá. Chị nào lấy áo thì comment này. Ok, lấy chị size S nhé. Chị Lê Thu Hà cho em xin lại số điện thoại với ạ. Chị Lê Thu Hà một quần váy S này, cho em xin lại số điện thoại. 58 cân vừa không em? Áo này 58 cân thoải mái luôn nhá các chế nhá. Bao từ 40 cân đến 60 cân này, các chị nhìn độ co giãn của nó này. Độ co giãn của nó sướng luôn. Quần giả váy size S, chị Lê Thu Hà cho em xin lại số với ạ. Cho em xin lại số để em chốt nhá chị nhá. Nào có chế nào lấy áo này thì comment nào. Comment áo kèm số điện thoại cho em nào. Áo rất là đẹp luôn đấy ạ. Dạ. Rồi ok, chị Hà có số rồi, em có nhìn thấy số rồi này. Chị Hoàng Văn thêm một chợ, chị Hoàng Văn vàng này. Ok tình yêu nhá, chốt vàng cho chị Hoàng Văn có đơn rồi đúng không? Nào chị nào lấy vàng comment vàng này, chất đẹp lắm các chị nhìn gần nhá. Cái chất của nó là chất phong gip này. Sờ mềm, mượt tay luôn, không bao giờ xù luôn nhá. Mã này các chị mà không bao giờ xù em đảm bảo luôn, xù cho giả lại luôn. Em xin chào chị Trần Thương ạ. Cực mát luôn nhá mọi người nhá, quá sướng luôn, màu vàng với màu đỏ. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy kèm số điện thoại cho em. Mọi người chia sẻ like cho em đi các chị ơi, áo quá rẻ luôn này. Áo quá rẻ luôn nhá. Dồn đơn cùng áo kẻ rồi, ok, dồn đơn cùng áo kẻ em dồn đơn cho chị rồi nhá, chị Hoàng Văn nhá. Có chị nào chốt mã này được không ạ? Mã phong thái này. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em đi. 90k dành cho các chế chia sẻ này. Ai chốt mã này thì comment cho em để em đổi mẫu nha. Đổi mẫu rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Các chị có muốn mua một quần ngố không? Váy sau lưng em bán thế nào? Váy sau lưng em váy là 99k. Còn zoom là 150k nha. Chị Vinh Ánh ơi, 90k một chiếc áo phong thái này. 90k nha, mặc bệt vai cũng được. Đây, các chị mặc bệt vai cũng được nha, mặc lệch vai cũng được nhá. Quá đẹp luôn, có màu vàng với màu đỏ. Dạ. Đây, cái này là mờ mà. Có quần xin cả thun không? Có xe chở bi. Quần gì à chị? Có quần xịn cả thun không ly thì đây là quần dinh. Quần xịn cặp chun thì có quần áo này là 90k nhé chị nhá. Áo này là 90k có hai màu vàng và đỏ. Chị hỏi quần jean. Quần jean á chị. Rồi ok, Phạm Ngọc Lan áo vàng dồn đơn rồi. Ok chị Phạm Ngọc Lan có đơn rồi nè. Đây chị Phạm Ngọc Lan đây cùng với chân váy này. Đấy, đấy, đấy. Rồi ok chị nha. Em còn đủ vàng và đỏ nhá. Chế nào lấy thì comment nè. Vàng và đỏ nhá, hàng Thái siêu mát siêu mịn luôn. Chị nào lấy comment cho em nhé, số lượng có hạn nha. Số lượng có hạn này. Quần jean ạ, quần jean. Quần jean cạp chun á chị có ạ. Nào lên một mã phông này các chị này. Lên một mã phông hoa này. Rất là đẹp, còn duy nhất một chiếc thôi. Mã này cho em không phải thử đâu, nhìn xinh lắm. 100 này, hàng 130 xem cho các chị 100 nhé, còn một chiếc này. Này. Đây đặt sau cho em đi luôn. Chốt cái này. Nào chị nào nhanh tay chốt hoa cho em nào. Hoa này.
này, từ 40 cân đến 60 cân này. Thì ốc đâu, thuốc hoa gì, cái này có một cái hàng xịn lắm đây. Hoa xinh lắm này. Các chị anh nhanh tay thuốc cái này đi đẹp lắm. 130 sale 100 nhá chị nhá. Đằng sau có đấy đúng không ạ? Chính tất có quần jean Việt. Có nhá chị nhá. Tí nữa like cho xem. Đấy, chị nào nhanh tay lấy cái áo này, hàng xịn này còn một cái thôi. Cái này là hàng 130 nhưng mà sale 100. Nào chế nào lấy thì comment hoa cho em nào. Hoa kèm số điện thoại cho em nhé. Cái vàng cạnh áo chống nắng sau lưng em bao nhiêu tiền chị, cao 1m50 mặc vừa không? 99k chị ơi, chị vừa đẹp nhá. Người chị nhỏ mặc đẹp xinh lắm. Chị 1m50 vừa đẹp nhá chị nhá. Cái váy đấy chị mặc đến gối thôi, à qua gối thôi. Nào chị nào lấy thì comment nào. Comment hoa vàng kèm số điện thoại nào đẹp lắm. Mã này em mặc lên xinh lắm này các chị này. Đấy xinh lắm, có duy nhất một chiếc thôi. Đằng sau rất là điệu luôn. 130 sale còn 100 cho chế nào nè. Quá đẹp luôn này. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em. Em thử cái này thôi chị xem. 200 một cái áo thái đấy luôn. Mẹ mang cái mã quần thô ấy, 70-80k ấy. Đủ màu ra mà. Lượng á. Áo này áo phông này. Để chỗ kia. Còn không đá, Ngọc Lan ơi. Hàng 110. Rồi ok. Chị Luyến Hà Giang Hồng. Rồi ok, chốt cho chị Luyến Hà Giang Hồng cái hoa thái này nhá. Đây em chốt cho chị cái này đẹp lắm luôn ấy. Cái này có mỗi cái. Đẹp lắm, còn mỗi một cái thôi. Không bán anh cho tưởng không nọ. Áo này này. Quần u mì mấy tiền? Zoom chấm bi. Loại cỏ ống tay không em? 101. Quần u mì của Ly đang mặc là 101. Quần u mì như em đang mặc là 101 này, có size M, L, XL nhá các chị nhá. Zoom thì không có, có tay đâu, toàn khoen nách thôi chị ạ. Cái đấy bị báo nhiêu tiền ạ? Tùng Trúc Cục Mai. Chị ơi chị hỏi cái nào ạ? Cái zombie là 150k nha mọi người nha. Zombie là 150k. Nào em chuyển sang mạ đá này nào các chị nào. Chuyển sang mạ đá này. Mạ đá cực đẹp luôn này. Mạ đá mặc lệch vai được này các chị nào. Lệch vai được này, bệt vai được này. Mã đá cực đẹp luôn nha. Em còn đỏ này. Đỏ vàng. Hương ơi, hết set chấm bi rồi. Set chấm bi nào? À, chị hỏi set chấm bi hay là cái set như thế. Chị Thương hỏi. À, hay là hỏi set chấm bi quần short các chị. Set chấm bi quần short còn mà. À, set chấm bi quần short, nếu mà quần short thì còn. Chị hỏi cái set hôm qua mình kêu 80.000 gì nhé. Quần u mì mấy tiền, chị Hương hỏi quần u mì mấy tiền, u mì là 101. Quần u mì là 101 nha, quần mặc sướng luôn các chị nhá, sướng cực kỳ luôn. Nào các chị ơi lên cho em mặc áo đá này nè, mặc áo đá này. Vàng thái rồi, chị Nguyễn Hàng Giang chốt vàng thái cho chị rồi. Vàng thái hoa em chốt cho chị rồi mà. Cái vàng thái hoa em vừa mặc em chốt cho chị rồi, chị Luyến Hà Giang. Vàng thái hoa là cái vàng thái trơn. Chị lấy vàng thái hoa hay là vàng thái trơn này hả? Chị comment lại cho em biết nha chị Luyến Hà Giang nhá. Comment lại cho em biết chị lấy vàng thái hoa hay vàng thái trơn. Vàng thái hoa mà cái mã em vừa mặc có bông hoa hết ở cái chỗ phần này ấy, em chốt cho chị rồi. Nào các chị ơi lên cho em mã thái này. Các chị có thể nhìn gần này. Đấy, bên trong đính đá xịn luôn này. 140 hôm nay sale xuống còn 110 nhá. Sale xuống còn 110 này. Màu đỏ này, màu vàng này, màu xanh này. Màu nâu tây này. Hết trắng rồi. Nâu tây nhá chị nhá. Nâu tây này. Đấy nâu tây này.
đỏ này, đỏ nha, đỏ rất là đẹp luôn. Mã này đỏ nổi cực kỳ luôn ạ. Đây, vàng và xanh nhá, bốn màu. Bốn màu luôn, chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy cho em. Hàng này là hàng thái xịn, không phải hàng thường. Hàng thường mà theo này thì cũng chỉ mấy chục thôi. Hàng thái xịn luôn, các chị mua ở ngoài cứ 200 mốt một cái luôn. Rồi ok, đổi cho chị Phạm Ngọc Lan áo vàng 90k sang vàng đá thái này. Ok, đổi luôn. Hàng này là 110 nhá các chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Mọi người chia sẻ cho em đi, các chị chia sẻ cho em đi. Em bán rất là rẻ luôn rồi mà. 40 cân mà vừa. À, vàng thái trơn rồi, ok. Chị Luyến Hà Giang là vàng thái trơn 40 cân vừa nha các chị nhá. Mã này các chị tầm khoảng từ 40 cân đến 60 cân vừa. Chất co giãn, đấy. Chất phông gíp đẹp luôn. Nào có chị nào chốt mã này không nào? Chia sẻ mạnh lên nào các chị ơi. 90 à 110k nha. Còn áo xịn 100 này. Nào em vẫn còn cái mã này nhá. Ai lấy thì comment vàng hoa cho em nào. Vàng hoa nha, theo 100 nhá. Có dồn đơn like trước không em? Chị Trần Huyền ơi, đơn của chị em có dồn nhưng mà đơn của chị em gửi đi sáng nay rồi. Có dồn đơn nhưng mà đơn của chị em gửi đi rồi. Nếu mà chị lấy thì em dồn đơn sau nha. Nếu mà chị lấy thì em dồn đơn sau cho chị. Em mặc nâu tây chị xem rồi ok. Nào có chị nào lấy vàng này không nào? Vàng xịn đẹp này. Đây 100k nhá, chế nhá. Ai lấy thì comment vàng hoa cho em. Nâu tây rồi, mặc nâu tây cho các chị xem. Mã này nâu tây, màu này lạ lắm này. Rồi ok, một đá đỏ và một quần em đang bận. Ok chị Kim Tiến. Chị Tiến ơi lấy quần em đang bận, chị bao nhiêu cân để em chọn size? Vâng, trưa nay mới chốt đơn em gửi đi luôn rồi chị ạ. Tiến thì như cũng chị... hơn 50 cân một tí sao không nhớ rõ chị. Chị Tiến bao nhiêu cân để chọn size? Trưa nay mình gọi chốt đơn là gửi đi luôn rồi, vì cứ gọi lúc nào là phải gửi đi luôn. Chỉ có gọi buổi chiều ấy thì mới để cả sáng hôm sau gửi. Còn đã gửi rồi, gọi lúc sáng thì là đến trưa bill đến là thu hết đơn đi rồi. Phúc Sơn chưa mở được không em? Số, chị ơi cứ inbox số điện thoại xe cho em nhé chị nhá. Inbox số điện thoại xe cho em. Xe Hải Đăng hình như qua nhà em lúc 11 rưỡi phải. Chị inbox số điện thoại xe cho em để em gửi nhá. Nào nâu tây này các chị này, nâu tây quá xinh này. Chị nào lấy nâu tây comment nâu tây này, màu nâu tây này lạ lắm này các chị này. Đây bên trong có đá nhá, đẹp lắm. Cái phần đá này của nó là theo thủ công hoa lụa luôn này. Chị nào lấy nâu tây comment nâu tây cho em đi nào. Bao 60 cân vừa luôn nha các chế nhá, 60 cân vừa luôn. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em ạ, chia sẻ mạnh lên cho em nè. Đây, mặc co giãn thoải mái sướng luôn. Vẫn còn vàng nâu tây này, xanh này đỏ nhá. Đầm chấm bi 58 cân mặc được không? 58 cân mà không được đâu ạ, chị 43 cân mặc được nha. Mã này từ 40 cân trở lên là mặc được rồi các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân. Chị nào lấy màu nâu tây thì comment nâu tây cho em. 110k dành cho các chị chia sẻ like nhá. 110k thôi, rẻ lắm. Đẹp lắm mà em. Các chị mà mặc cái hàng thái nhà em này nghiện luôn. Mặc sướng lắm luôn ấy ạ. Giặt không bay, không xù, không xước. Vẫn còn đủ màu nhá. Đỏ ấy vẫn còn nhá các chị nhá. Đỏ vẫn còn này. Kim Liên lấy nâu tây dồn đơn với Kim Tiến. Rồi ok, chị Kim Liên nâu tây còn đơn với chị Kim Tiến. Ghi, ghi chị Kim Liên ở bên bìa vào ạ. Rồi ok ạ. Có chị nào chốt nâu tây cho em nữa không nào? Nâu tây này, hoa quá đẹp luôn này. Màu này lạ màu lắm các chị. Ví dụ mình có nhiều đỏ này, trắng này, đen rồi thì mình đổi đi những cái màu này cho tủ quần áo mình đa dạng màu hơn nhá các chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Nào có ai lấy không nào, nâu tây này, đỏ này, xanh này, vàng này. Chị Tiến ơi, chị bao nhiêu cân comment lại để cho em chọn size quần nhá. Em chuyển sang một số mã quần ngố mặc ở nhà nhá chị nhá. Quần ngố giá rẻ mà hàng cực đẹp luôn. Giá siêu yêu thương luôn ạ.
Chị một nâu tây nữa nhé. Rồi ok chị Hoàng Văn một nâu tây nữa nhé. Chị Hoàng Văn một nâu tây này, đẹp cực kỳ luôn này, đá sáng ơi là sáng luôn. Bên. Rồi ok em chuyển sang cái mã quần thô mặc ở nhà này, rất là đẹp luôn này. Ok chị Kim Tiến nha. Còn nó mì này rất đẹp lắm. Bán 120 nhưng bán nó chỉ 61 thì chị nào cũng có đơn. Còn đơn. Mã này mã mới hot hit nhất luôn. U mì này mặc sướng. Rất nó co giãn. Rồi ok, em chốt cho chị Kim Tiến quần U mì size L rồi ạ. Tiếp này các chị này, một mã quần ngố mặc ở nhà này. Quần này thì đằng sau hay nâng mông nhá, nhá. Điện thoại mày cho sáng lên. Quần này có rất là nhiều màu luôn này. Có đen nhá, đỏ đô này, nâu tây, nâu vàng bò này. Có rất là nhiều màu luôn, em bán màu đen trước nha. Chị nào thích màu đen thì mua màu đen trước, chị nào thích đỏ, nâu tây các thứ thì comment mua sau nhé. Em bán từng màu cho các chị dễ chọn size ấy. Thanh hỏi áo phông cổ thuyền bao nhiêu? Áo phông cổ thuyền đá là 101. Áo phông cổ thuyền đá là 101, còn áo trơn là 90 chị ơi. Đây này, quần thì co giãn này các chị nhá. Quần co giãn sướng luôn mà chỉ 65k một quần. 65k một quần này các chị này, đằng sau có túi này, đây rất là đẹp luôn nha. Quần hàng công ty nhá, rất là đẹp luôn này. Em là cao 1m6 50 cân, đang mặc size L nha các chị nha. Các chị tầm khoảng dưới 50 cân thì mặc size M, trên 50 cân thì mặc XL nhá, đủ size luôn, mặc rất là sướng này. 60 cân thì mặc 2XL có đủ size đấy. Đây áo phông đá nha, em đang mặc có bán nha, áo phông đá hai màu luôn. Màu vàng với màu trắng nhá. Áo phông đá còn ba màu, màu đen nữa. Phông đá hàng Quảng Châu xịn này. Đây công đá hàng Quảng Châu xịn nhá. 100k một áo em đang mặc này, về sạc trắng này, rất là đẹp luôn này. Đây đá quá sáng luôn. Các chị có thể nhìn phần đá của nó sáng cực kỳ luôn. Nào có chị nào lấy quần không nào? Chị nào lấy quần comment vào đây cho em biết nào. Đá còn 4 màu đấy ạ. Vàng, đen, trắng, đỏ. Quần rất là đẹp luôn này. Chị nào chốt quần này thì comment cho em nha. Quần là 65k một quần nhá các chế nhá. Đừng không cần như rẻ nhiều lên trang của mình đâu nhá. Quần là 65k một quần này. Chị nào lấy quần comment nha. Comment chiều cao cân nặng và để em tư vấn nhá. Nào chế nào lấy quần không ạ? Các chị thích gì thì comment vào đây nhá. Mọi người có thích váy không, hay để em like váy nhá. À các chị thích váy đem like váy nào. Các chị thích gì thì comment vào đây để em biết nhá mọi người nhá. Comment vào đây để em biết là áo phông đá có đủ màu luôn nhá. Màu vàng này, màu trắng này, màu đen, màu đỏ nhá mọi người nhá. Đây có cả đỏ luôn đây các chị này, có cả đỏ này, hàng Quảng Châu đẹp luôn. Đen nữa nhá.
áo trái cổ đà có màu trắng không em? Bạn ấy như là hết trắng. Hết trắng rồi. Trắng có bản này trắng này. Bản này đẹp lắm này. Anh không phải bác sĩ áo trái mà có trắng. Chỉ nhìn thôi. À, bản trắng có bản này nữa. Này, chân váy bò em có chị Lan ơi. Chân váy bò nhiều mẫu á. Đây nha, trắng mã này này các chị này. Chân váy bé, lên tay to, còn một tay to nữa. Chân váy bò có này, đây này các chị này, đẹp cực kỳ luôn. Đây con trắng này, con này, con em trắng này, áo cổ đá này. Mẹ dơ cho mọi người xem, con nói nhiều cho cũng. Đây có bạn nào lấy áo cổ, áo đá, áo thái đá cổ trắng trắng tròn nhá. Đây còn một cái áo đá này. Áo đá trắng có bạn nào lấy thì ok cho mình nhá, đây. Còn một cái ạ, còn một cái màu trắng đây. Áo đang mặc là 90k, hàng Quảng Châu xịn, hàng loại 1 luôn. Áo đấy thì hôm nay sale 90k thôi, mọi hôm là bán 100. Đây áo thái đá cổ đá trắng còn một cái đây. Chị thay đổi cuộc sống có lấy thì comment kèm số điện thoại nhé. Còn duy nhất một cái màu trắng thôi. Cái này thì quá đẹp luôn. Bạn nào lấy áo thái đá này không ạ? Chị xem xét 130 áo trắng với quần đi đi ly chị Bích Hạnh. Áo trắng thế này. Quần đi Bích Hạnh đợi một lát nhá. Quần bi. Quần bi suông ấy, quần bi suông. Quần bi suông lỡ kìa, với lại áo trắng còn mà, còn nhiều. À, Phạm Ngọc Lan, em 60 cân cao 1m68 có vừa chân váy bò đấy không ạ? Vừa đấy Ngọc Lan ạ. Ngọc Lan hôm nay có một chân váy gửi đi chưa nhỉ? Chị cao 1m68 thì vừa, chị vừa mặc, chỉ cần mặc đến size L là vừa thôi, vì Ngọc Lan cao ấy. Mình không miễn ship nhá. Thay đổi cách sống rồi, ok, chốt cho chị cái này nhá. Còn một cái này hàng Thái đẹp lắm luôn đây, hàng Thái mang Thái xịn luôn. Hàng này không thể so sánh với cái thông thường, không thể gì mà nó được đẹp lắm, chắc của nó. Nhà mình ship cốt toàn quốc 30k một đơn hàng trên toàn quốc nhá, mình hỗ trợ ship thôi chứ không miễn ship đâu, bởi vì hàng đẹp mà bán giá siêu rẻ. Thật thì cái hàng này các bạn mua ở shop phải khoảng tầm 200, hơn 200 một cái áo như này, khi nhận được hàng thì các bạn mới biết được cái chất của nó đẹp như thế nào. Đây nha các chị nha, chân váy bò này, chân váy bò rất là đẹp này. Chị nào lấy thì comment nhá, bên trong có quần nhá, nha. Đây là quần giả váy nhá. Quần giả váy bên trong rất là, bên trong có quần nha, chất co giãn này các chị nhá. Chất co giãn quá sướng luôn nhá. Đấy. Chị nào lấy chân váy này thì comment cho em 140 nhá. Chân váy là 140 này, áo này là 100 này. Đây rất là đẹp luôn nha, áo đá nha. Toàn bộ cái phần cổ này đính đá nhá, rất là sáng luôn nhá. Đấy. Áo là 100, chân váy là 140. Chân váy này thì còn size L dành cho các chị từ 50 cân đổ lên nhá. Dành cho các chị từ 50 cân đổ lên này. Áo thì từ 40 cân đến 60 cân bao vừa nha. Chân váy ngọc nha các chị nhá, chân váy ngọc này. Nào chị nào lấy thì comment nhá. Lấy áo thì comment áo nhá. Áo này em còn đủ đủ màu nhá. Chân váy chữ A có nhá. À đây cái áo có ngắn ngắn em mặc cho các chị xem. Đây là chất cái gì này? Phải lanh đâu? Lanh giãn. Lanh giãn. Chất lanh giãn này. Đây, chân váy chữ A em có. Chất lanh giãn nhá, có cả khẩu trang nhá chị nhá. Chất rất là mềm. Có mấy màu, à, có cả kẻ đấy, hàng này có cả kẻ. Váy dài hơn tí em cũng có nhá. Cái này là bên trong có quần nhá chị nhá. Váy em đang mặc bên trong có quần. Đây nó quần cả váy. Đây này các chị này, tay của nó ôm rất là thích luôn. Đó. À.
váy này là bên trong có quần nên người ta không không đây là quần giả váy cho nên là nó không dài, chứ còn chân váy bò thì có chân váy dài đấy. Áo chống nắng này một lớp thôi mọi người ạ, nó là chất lanh giãn, chỉ có 80k một áo thôi. Cái hàng này một size 60-65 cân mà vẫn thoải mái mà. Size bé nhất nha. Nhỏ nhất. Đây một size từ 40 đến khoảng tầm 60-60 cân phải ghi nhé. Chị Dung chị. Rồi ok, đợi một lát nhé Dung chị ơi. Mẹ ơi lấy cái mã váy dài đây cho con. Đây nha. Đấy. Đấy. Váy ấy. Váy bò ấy, váy bò màu xanh dài hơn ấy. Ông đã bán đâu? Không, vẫn còn một cái hàng nữa mới lấy cơ mà. Đây nhá, tay nó như thế này các chị nhá. 80k này. Có túi đây. Đấy, chị nào lấy áo chống nắng comment cho em. 40 cân vừa nhá các chị nhá, 40 cân vừa. 40 đến 60 cân. 40 đến 60 cân ạ. 80 cân không vừa đâu chị ạ. Tay thì các chị này nó may thiết kế nhá, dân mình dùng rất là thích luôn, rất là tiện luôn đấy. Đấy. Chị có thể nhìn phần tay của nó này. Cực tiện luôn nhá. Chị nào lấy áo nắng thì comment áo nắng vào cho em. Một lớp, áo này một lớp nhưng mà dày thoải mái. Áo dài thì có hai lớp. Áo hai lớp thì là áo dài chị ơi. Rất mặc thích, mềm. Cái này nó mềm mà nó còn giãn ấy, rất là bền lắm. Áo trắng đang mặc là 100. 101 à? 101 nhá chị nhá, 101. Chị Vũ Dung Quân ơi, mai em gửi nhá, mai em gửi hàng cho chị. Tại áo trắng đi mặc theo 100 cho hết đi, bởi vì còn một hai cái. Đang tìm cái áo crop top mà chị gửi ảnh cho em ấy, màu trắng ấy. Đang tìm cái áo đấy cho chị, không biết là để đâu, vẫn còn mà không nhớ là để đâu. Chị nào lấy áo trắng đá như em đang mặc nhá. Chân váy đen u mì đi em. Nhiều mã lắm ạ. Ai lấy chân váy? Chân váy bò thì em vừa mặc thì chân váy bò này đẹp, đẹp, phải còn một cái này. Chị Thúy Dương váy mặc đi trẻ lắm, xinh á. Thúy Dương mặc vừa ấy nhỏ như thế này. Dương trên 50 cân. Chị Thúy Dương. Chị Đỗ Thanh Hải với chị Thúy Dương là ai? Chị Thúy Dương không lớn hơn tí nữa. Đúng cân hơn tí. Mẫu khác cho các chị chọn nhá. Đây, cái áo đá này đẹp lắm mọi người ạ. Đây. Lily buộc cái nơ chặt quá. Nơ thì là buộc sẵn. Đẹp không? Đá này là đính bằng tay luôn các bạn ạ. Đây. Ở trong đính thủ công luôn. Đá sáng lóng lánh luôn, rất là đẹp luôn. Hôm nay sale 100k thôi. Áo này bình thường bán 130k, này xe hàng Thái nhá. Xe lỗ luôn ấy, lấy vào đã 100 gần 120 rồi. Đấy, xịn luôn. Chân váy. Chị Thủy Dương, chị 56 cân vừa không? Chị Thủy Dương vừa đấy. Cái váy này size L, con giãn mà. Đây chân váy đi mặt này dài hơn này mọi người ơi. Đó là chân váy nhá, cái trước nó là quần ở váy đấy Thủy Dương ạ, có cả quần ở bên trong. Đây chân này dài hơn này các chị này. Chân này dài hơn nhá. Chân này đủ size S, M, L luôn. Con mặc size gì đấy? L. L cho các chị từ 52 cân đủ lại. 52, 53 cân. Co giãn nhá, chân này chân co giãn luôn, thích lắm. Chân này bán cho các chị 130.000. Chân này là 130k nữa. 140 kia là bò hàn nhá. Bò hàn này mặc thích lắm luôn đấy, cho các chị xem mát. Bò hàn này các chị này. À, cái chân này trẻ này. Bò hàn luôn, chất rất là co giãn, rất là thích. Của áo em mặc bao nhiêu? Chị ấy bảo đẹp quá. Áo ly mặc là 70.000 thôi mọi người ạ.
Áo em mặc là 70k nhá. Tính áp đính ngọc. Từ 45 cân đến 60 cân. Đây, cổ đính ngọc này. 70k nhá nhá. Chân váy này chất bò hàn này, rất là sướng luôn. Chất co giãn. Đẹp co giãn sướng lắm. Bán siêu rẻ. Chị nào lấy chân váy này thì comment cho em này. Chị Na Tiên lấy một chân váy xanh L. Rồi ok, chị Na Tiên một chân váy L. Chị Na Tiên lấy chân váy L xanh này đúng không? Ok, 130 nhá chị nhá. Nào, ai lấy chân váy này thì comment là em còn S với M nào các chị ơi, S M nhá. M dưới 50 cân. M, S thì các chị tầm khoảng 45 cân quay đầu. Size M thì tầm khoảng các chị tầm khoảng 47 48 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Rồi ok, chị Na Tiên chân váy màu xanh này, size L này, chốt cho chị Na Tiên một chân váy xanh L này. À, chị nào chốt chân váy thì comment cho em này. Bò hàn, bò mềm xuống lắm nhá chị nhá. Đấy. Quá xinh luôn, chị nào lấy này, bên dưới gấu rách một chút xíu này, nhìn rất là trẻ này. Áo em mặc là 70k nhá, chế nhá, 70k. Quá xinh luôn. 42 cân thì mặc S nhá, chị Nguyễn Sinh Lễ Nghĩa nhá. Mặc S nếu mà lấy thì comment chân váy bò S kèm số điện thoại cho em này. Đấy, chị nào lấy thì comment nhá. S tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 45 cân là vừa nhá. Nào chị nào lấy là S M. Hôm nay nhắc chị Na Tiên bảo đâu không thấy chị vào là chắc chị đi du lịch rồi. Chị đi du lịch thì sao không thấy chị đâu. Chị nào lấy chân váy nữa không ạ? Qua mẫu nha các chị nha, em qua mẫu ạ. Áo đính ngọc như Ly đang mặc, chị nào chốt thì mình chốt luôn. 70k một áo đính ngọc, chất mát lắm. Đẹp luôn. Còn một cái, hai cái thôi. Để sao mấy ít cái mặc ngọc á, chỉ tầm 55 cân thôi. Còn mặc thì chắc là vui lắm. Vừa mẹ mặc thì thích, hơi kéo lên được. Chân váy 42 cân thì mặc size S. Rồi ok, Nguyễn Sinh Lệ Nghĩa nha, bạn cứ inbox cho mình cũng được. Chị để em inbox qua nick Lương Thị Quyên nhé. Lấy con trẻ bé đi. Thôi dùng tạm để ba hẹn để có mỗi cái để bán rồi để cho mấy chị. Em có hơi chân đấy này. Em đẩy đi. Có một chân váy của Ly đang mặc này hơi rộng này. Cái này là size cho các chị từ 55-56 cân đổ lại này. Từ 52 đến 55-56 cân mặc này, Ly 50 cân thì mặc rộng này. Đấy, chân váy này sale cho các chị 100k này. Hàng đẹp lắm luôn, nhưng mà còn một size này cho các chị 56-57 cân đổ lại mặc ok nhá. Bên trong có quần nữa chị nhá. Đây là bên trong có quần, quần giả váy. Cái này quần giả váy, hàng quần treo xịn luôn, chất này đẹp lắm. Còn một cái sale cho các chị 100k, có ai chốt váy này thì comment cho mình quần váy này. Quần váy 100k Ly mặc rộng này, size này size to cho các chị từ 57 cân đổ lại này. 55-56 cân thôi. Chị Nút Dương gửi đi rồi nhỉ? Vâng. Nút Dương ơi, đơn của Nút Dương gửi đi rồi. Tầm khoảng 55-56 cân quay đầu ạ. 57 cân mặc được mẹ. 57 cân được. Không mà mặc được. Không được. Có bạn nào chốt chân váy Ly mặc không ạ? Chân váy là nó là quần giả váy nhá, đẹp lắm, mã đấy đẹp. Còn duy nhất một cái size to. Đây cái hàng này 1.4 này, chất xịn đây này. Chị nào mà mặc quần này.
Đơn của Lưu Dương gửi đi hết rồi, đã gọi chốt đơn là các đơn đều gửi đi rồi. Đi qua mẫu khác cho các chị xem nhé. Em qua mau nha các chị nha. Đây chân vầy u mì này các chị này. Đây, chân vầy u mì đây. Bên trong có quần này các chị này. Bên dưới gấu ren rất là xinh luôn nhá. Cái này có size L không mẹ? Đơn hôm qua em gửi rồi. Chị Thùy Dương lấy chân váy kẻ á. Nếu mà chị Thùy Dương lấy chân váy kẻ này thì comment nhá. Comment. Comment chân váy kẻ này cho em này. Hàng Quảng Châu đẹp lắm, hàng thì là hàng đẹp cực kỳ rồi. Đây. Hàng xịn đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà còn size này em mặc rộng ấy. 55 56 cân quay đầu thôi. Nếu mà chị lấy chân váy kẻ thì comment là chân váy kẻ cho em nhé. Đây chuyển qua mã chân váy u mì này. Cái này có SM mẹ. Con mặc ở xanh gì? Con mặc M. Có SM L. Áo em mặc có bán nhá chị nhá. Áo em mặc này có màu trắng này, màu đen này, màu đỏ nhá chị nhá. Màu trắng, màu đen và màu đỏ, màu vàng nữa. Áo là 80k một áo này. Chị nào lấy comment nhá. Màu trắng, màu đen và màu đỏ này, bốn màu luôn nhá chị nhá. Chị nào lấy thì comment cho em 60 cân quay đầu mặc vừa. Từ 40 cân đến 60 cân quay đầu mặc vừa này, áo bèo này. Chân váy em mặc có S 140 ạ. Có dính cực. Ly ơi lấy cho em lấy thêm cho chị quần giả váy có dính cực size S. Dính gì mẹ? Dính cực là dính gì? Hay dính cúc? Chị ơi có phải cái mã này không? Nếu mà đúng này thì comment cho em là ok các chị thay đổi cuộc sống nhá. Nếu mà đúng cái mã này thì ok cho em này, 130 nhá. Rồi ok chị Dung Trịnh áo vàng dồn đơn. Mã này các chị ơi mã em chân váy chữ A u mì để chị mặc đi làm. Chân váy chữ A u mì. Đợi một lát em qua mã này. Chân váy này có S cho chị Vũ Dung Quân nhá. Chân váy có S này. Áo này là áo chất phông zip ạ. Áo chất phông zip các chị nhá. Cho chị Dung Trịnh một vàng dồn đơn. Chị như còn mỗi cái vàng con mặc ấy. Đây đưa con cái vàng đấy. Rồi ok, ok chị thay đổi cuộc sống. Đâu nhá, cái S đấy đâu rồi. Đấy, các chị thay đổi cuộc sống á. Chị Dung Trịnh này này. Có đơn rồi à? Ok. Thế này phải xếp như Phương Anh cơ. Váy em mặc có S cho chị Vũ Dung Quân nha. Có S với M nha các chị nhá. Áo thì là chất phông gip rất là đẹp luôn. Đây chuyển sang mã này có trắng với vàng này các chị này. Trắng vàng này xinh cực kỳ luôn này. Mã đi mặc còn đen, còn đen với trắng. Mã con đang mặc mà. À mã lúc nãy đang mặc bèo này. À bèo thì còn đen với trắng. Chân váy thì thay đổi cuộc sống chưa ạ? Các chị ơi đây nha, áo này là 80k này. Rất là đẹp luôn nhá. Áo bèo vẫn còn nhá, áo bèo vẫn còn đen này, đỏ với trắng á. Áo bèo vẫn còn đen, đỏ, trắng. Còn áo như em mặc này, có đen. Em còn đen. Có trắng với vàng này.
áo em mặc có trắng với vàng nhá, xoắn ở ngực rất là xinh luôn à. 80k một áo, mã này chị tầm khoảng 55 cân quay đầu nhá. Chân váy thì có hai size S và size M. S thì các chị dưới 50 cân, M này mình cho các chị dưới 51 cân. 51 52 cân. Quần váy ạ, bên trong là quần ạ. Xinh á, cái chân váy này đẹp này. Rất xịn luôn. Áo Zara rất là đẹp luôn nhá chị nhá. Áo rất là đẹp luôn ạ. Chị nào mua cả set luôn này. Cả set xinh lung linh luôn. Em ở Tuyên Quang, chị Hiền Nguyễn ở Tuyên Quang ạ. Áo thái cổ hoa chị xem. Áo thái cổ hoa em vừa mặc đấy chị, nó cũng giống cái màu nâu tây em mặc mà. Đẹp á, còn mỗi cái thôi, cái đấy quá cái đẹp. Cái đấy còn mỗi một cái thôi, màu trắng còn mỗi một cái thôi. Đây cái mã này em vẫn còn một chiếc này. Chị nào lấy đi comment hoa vàng cho em này. Hoa vàng quá xịn luôn. Bốn ba cân vừa nhé chị Hiền Nguyễn nhé. Chị muốn hỏi áo hay là quần? Áo đều vừa, váy đều vừa nhé chị Hiền Nguyễn nhé. Có chị nào chốt mã áo này không ạ? Mã áo này đẹp mà các chị. Mã áo này quá xinh luôn ấy ạ. Đây chị nào lấy mã hoa này thì comment là hoa vàng cho em ạ. Hoa vàng nhé các chị nhé. Chị cho em xem màu trắng như chị đang mặc. Ok, màu trắng như em đang mặc có luôn. Có luôn. Váy bao nhiêu? Chân váy là 140k. Đây, trắng đây này, trắng quá xinh này các chị này. Mặc quần váy, cái này là của chị Hải á. 40 cân vừa, hoa vàng chị xem 40 cân vừa không. Rồi ok chị, 40 cân có vừa để em mặc cho chị xem. Vâng. Tí nữa phải đi mua. Đây em mặc lại cái hoa vàng 40 cân vừa nhá chị nhá. 40 cân vừa xinh luôn nhá. Đây đây chị ơi, hoa vàng đây. Hoa vàng xinh cực kỳ luôn. Đấy cái hoa nó là hoa thêu 3D nhá chị nhá. Hoa thêu 3D 130, hôm nay sale còn 100 này. Chị nào nhanh tay này. Có một cái này đẹp lắm luôn mọi người, lấy đi hoàn khái xịn luôn. Chỉ có duy nhất một cái đằng sau của nó cũng đẹp, đằng sau của nó điệu lắm. Đây sau của nó dốc cơ ấy, đấy. Xinh cực luôn, cái này chỉ còn duy nhất một cái thôi, sale cho các bạn 100k, cái hàng này là hàng 130, bình thường là bán 130, rất rất đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment vàng hoa cho em ạ. Rồi ok, chốt cho chị luôn. Chốt cho chị thay đổi cuộc sống này.
Đây áo này em còn 2 chiếc này, một hồng và một tim này. Sale nốt cho các chị 50k nhá. Đồ tô đẹp lắm này, hàng hãng này mọi người ạ. Sale giá rẻ bằng không bằng một nửa giá bình thường, giá thị trường của nó luôn. 50k một cái thôi ạ. Còn màu hai hồng size, với màu tim. Size M ấy sao? Cái này là size M. Hai cái này size M cho các bạn từ 52 53 cân đổ lại là được. Đẹp xinh lắm luôn. Nhỏ tư 52 cân thôi không? Đấy, sale cho các bạn 50k một áo, hàng đồ tô luôn. Hàng này thì chất, các chị khỏi phải nghĩ luôn, chất nó quá đẹp. Chất xịn lắm, mát rượi luôn. À, chị Hiền Nguyễn lấy cái để em, nó chị đang mặc. Hiền Nguyễn có đơn chưa mặc? Có đầm vuông nha. Cho chị cái em mặc thì mũ đầm quân. Ừ, ok. Có chị mũ đầm quân này. Chưa. Đang vào tìm nhà áo bi cho chị ấy. Này hàng của tô chất đẹp lắm. Tìm mát nhẹ. Chị Hiền Nguyễn lấy áo trắng ạ. À? Đây còn một chiếc hồng này 50k này các chị này. Tim hết rồi. Nào còn một chiếc hồng 50k, chị nào lấy thì comment hồng cho em này. Bốn ba cân vừa nhá chị Hiền Nguyễn, 43 cân vừa. Chị Hiền Nguyễn lấy cái trắng mà xoắn ở ngực đúng không? Cái màu đen em hết rồi. Em còn cái màu hồng này chị này. Em còn cái hồng này đẹp mà chị. Hình như cái tim hết rồi. Em hết rồi. Bốn chín cân, chị Nguyễn Hiền ơi, 49 cân vừa nhá. Chị Hiền Nguyễn ơi, áo trắng thì vẫn còn, nhưng mà áo bi, áo tim hết rồi. Áo tim hết rồi chị ạ. Chỉ còn áo hồng này thôi. Đây có một cái áo bi này, đẹp lắm này, em mặc thử cái áo bi cho các chị xem. Một váy với lại ba áo. Cái này đẹp này mọi người ạ. Chất này thích cực luôn ấy. Màu trẻ đẹp lắm. Rồi ok chị Hiền Nguyễn cho em số điện thoại đi. Chị Cà Thị Thuần cho chị xem lại quần đùi. Chị Nguyễn là chị Hiền Nguyễn một cái áo sắn đằng trước màu trắng. Chị Thuần muốn xem quần đùi gì ạ? Chị Nguyễn chị lấy áo trắng cái này ạ. Ừ. Đây, bi này các chị này, bi 60k nha. 40 cân trở lên vừa. Xinh lắm này, chị nào nhanh tay này. Mà không bệt vai cũng được các mọi người nhé. Chị nào lấy đi comment bi cho em. Chất von lụa mềm đẹp. Comment bi cho em nhé các nhé. Bi. Bi kèm số điện thoại. 60k nhé mọi người nhé. Từ 40 cân đến khoảng 55 cân. Rất mềm đẹp lắm. Em còn một chiếc hoa này cũng đẹp này. 50k này. Hoa xeo nốt 50k này.
bi 60k, hoa 50k. Chị nào lấy hoa 50k thì comment hoa 50k nhé. Không ngắn rộng có. Có chị ơi. Chị cái này vàng. Bốn mươi cân không rộng chị ạ, tại vì cái mã này là cái mã bô rông à, đấy mã suông ấy đấy, nên là mình mặc sơ vi là cũng được, không hề rộng, kiểu là nó rộng chứ không phải kiểu ôm ấy, có bộ ngủ đây, phông dáng rộng này chị này, hàng rất là đẹp luôn, có hai hình, một hình coco và một hình đấy, trẻ đẹp cực kỳ luôn này, phông dáng rộng này. Chị nào lấy bi 60k này thì comment bi 60k cho em. Hoa 50k nhá. Bi 60k, hoa 50k này. Chất mát. Cái hoa này bé hơn này. Chị nào bé bé 40 cân mặc xinh này. 40-45 cân mặc xinh này. 50k áo bi, áo hoa. Rất là đẹp luôn. Nào có chị nào chốt mã này nữa không nào? Nghỉ đi mẹ đi, nghỉ. Các chị ơi em xin phép nghỉ nha. Mọi người muốn mua gì thì sau like chụp ảnh màn hình nhá. Xem lại like chụp ảnh màn hình inbox cho em nhá. Tối hẹn các chị 8 giờ đến 8 giờ 30 em like tiếp nhá. Rất là nhiều mẫu mới siêu cực rẻ luôn. Xin chào tất cả mọi người.